chân duyên số đưa ta gặp nhau, lần đầu ánh mắt trao nhau chân tình, để rồi từng đêm lòng thao thức mong chờ mới biết nỗi nhớ khi lòng đã yêu. Hồng trần thương nói đôi ta khi nhau, từng ngày dài xa xăm tiếng yêu thắm bầu, mộng vàng yêu từ đây sẽ bắt đầu. Tôi tin từ đây vang mãi thiết tha, đời có ta bên hồng trần tình ta. Chân đưa lối đôi ta tìm nhau, từng ngày dài xa xăm tiếng yêu thắm màu, mộng vàng yêu đương từ đây sẽ bắt đầu. Tương lai suốt biên duyên ta thắm nhau, ông chân từng mơ nói cho mình biết đây vợ chồng đời thắm qua. Lòng nhìn nhau từng đây vang mãi thiết tha, người có ta bên hồng trần tình ta. Lời anh muốn nói chân thành cảm ơn cuộc đời, dù đời phách ta anh nguyện mãi không xa rời. Người yêu ơi từ ngày anh mãi có ta, đời thiết ta bên hồng trần tình ta. Ta sẽ bên nhau mong tình yêu mãi hương xanh màu, ta sẽ mãi yêu nhau bên yêu thương ái ân đậm sâu. Tức là bác ý bác lịch cách đây là 65 năm ngày cưới ngày hạnh phúc trong năm 65 năm tôi sinh ra đọc 60 năm một chặng đường ra rồi nhưng không thể giải phát huy mạnh trường thọ là sống lâu trường phải giải, tức là từ giờ trở về sau là sống mãi sống trăm tuổi, xin chúc hai bác lý lực mạnh khỏe tiếp tục phải lâu. Xin hết rồi, 100 một tay à. Cả bên kia để quay các bà rõ mặt hạnh phúc cùng như hai bà trong lòng. Xin hết rồi. Kính thưa các bà, các bác, các anh, mới về cái tôi đây rồi siêu phục vụ tôi chưa thể đánh, nhưng mà tình thì vào. Chưa thể đánh, nhưng cái ý nghĩa thì rất sâu xa. Chưa thể đánh, nhưng nó chứa đựng tình anh em, tình bạn bè, tình cha con, tình làng xóm và quê xã hội. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị có mặt tại cuộc sống này, tôi xin phép đọc đề nghị quý vị chặt chẽ 60 năm ngồi chặt chẽ. Đây bác Lý Lịch đã già rồi nhưng không bao giờ đất phát huy mạnh họ trời. Xin thế nào muốn nói thì đây là ý nghĩa sâu xa. Họ chứng do là số lâu, trường chứng do án là dài, có nghĩa là kỷ niệm 60 năm ngày cưới hôm nay anh chị đã sống dài lâu. Xin đấy ạ. Các cụ đông các bà cùng trọng thể gia đình có một bữa tiệc vui chung với gia đình mừng cho đời tôi 60 năm ngày cưới cho các cháu được trưởng thành ngày mai. Chúng tôi xin chân thành khang đâu nhở ơi là xin ra chân thành cho gió dấu buồn. Bận cầu đến 50 năm về sau được gắn bó không xa rời nhau. Dù mái tóc khi ấy bạc phơ thì mình vẫn nói những câu thương nhớ, tay đan vào bàn tay của nhau trong yên lặng nếp khẽ mái đầu. Khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua trọn đời có nhau. Nguyện cầu đến 50 năm về sau được gắn bó không xa rời nhau. Dù mái tóc khi ấy bạc phơ thì mình vẫn nói những câu thương nhớ, tay đan vào bàn tay của nhau trong yên lặng nếp khẽ mái đầu. Khoảnh khắc đó có lẽ chính là đã trải qua trọn đời có nhau. Dầu mà không phải mỡ đâu, gì nó mút mút được này. Đây đấy, em đi. Ngồi xa đi, ngồi cân vào. Ngồi thấy mông mống cái nó phải chúc đầu hẳn ở trong mông. Đây đang đông đủ mọi người. Nào cả nhà ngừng vào đây nào, có hình ảnh tí nào. Đây. Rồi con ra đây. Quay. Cứ ăn đây để tí quay. Đây tí là kỷ niệm. Quay tí lên 6. Còn mời mẹ lên hẳn VTV3 đi. Ba không mẹ thích cái cặp không ăn, mẹ bốc ra không thích ăn lạc thì mẹ ăn cái cặp đấy để ông ăn không bác. Còn cứ gấp một lần cả. Để sau thì lần sau không ai gấp một lần đâu, lần này thì gấp ra. Đắp ăn làm miếng thôi cứ để cho nó vui.